Xin chào các bác và anh em đã đến với kênh Trần Hưng Audio. Kênh Trần Hưng Audio là chuyên bán thiết bị âm thanh hàng bãi với giá cả cực kỳ hợp lý các bác nhá. Thì hôm nay em ghép cho các bác nghe thử một con vang AF3000 MT Audio. Dòng vang này rất dễ chỉnh, chỉnh như dòng vang Parktel các bác nhá. Chống hú rất tốt và equalizer của đường nhạc và đường mix rất hay. Và em ghép với một con đẩy MX ES2650. Dòng đẩy này sử dụng 20 sò, đánh một cặp loa full 30 và một cặp full BBE25. Thì nếu mà bác nào mua lẻ thì bộ mic không dây K26 này giá 1.600.000 bao ship. Con vang MT Audio giá là 1.800.000 bao ship. Dòng vang này tích hợp cổng quang các bác nhé. Và dòng đẩy MX giá là 3.800.000. Dòng đẩy này các bác có thể chạy hai cặp full 30 rất ok, chạy gia đình không bao giờ lo lóng máy. Đấy. Con vang này chỉ bên em chỉ còn duy nhất một con. Dòng vang này các bác chơi gia đình rất ok. Và bây giờ em sẽ test thử tiếng mic cho bác nghe nhé. Một hai, một hai, ba bốn năm sáu bảy, một hai, ba bốn năm sáu lên. Đấy, tiếng mic lên rất hay và chất lượng. Và em cho các bác xem củ mic. Đấy, các bác nhìn thấy những cái dòng côn mic này thì quá chất lượng luôn. Côn mic này tiếng hát cực kỳ hay. Đấy. Đấy, bộ mic là giá là 1.600.000, con vang là 1.800.000 và con đẩy là giá là 3.800.000. Thì bác nào có nhu cầu mua lẻ thì liên hệ với em Trần Hưng Audio, số điện thoại là 0972951003. Và bây giờ em sẽ test thử một ca khúc cho bác nghe nhé. Rất chất lượng các bác nhé. Các bác có thể mua hát gia đình rất ok. Rồi cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video bên em. Các bác hãy xem và đừng quên đăng ký ủng hộ cho kênh. Chào tạm biệt các bác nhé. Hẹn các bác clip mới nhất. Bye bye.